giả đã đến với kênh Chuyện Sao Việt. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông báo để được theo dõi những tin tức mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời tất cả quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng đến với những tin tức Sao Việt nổi bật nhất trong ngày. Choáng với thành tích học vấn siêu phàm của bộ ba ban giám khảo ghế nóng siêu trí tuệ. Xuất hiện lần đầu tiên tại Việt Nam, siêu trí tuệ đang gây chú ý mạnh mẽ như một chương trình truyền hình thần trí tại Việt Nam cho những người trẻ tài năng đặc biệt. Họ đều sở hữu trong mình những năng lượng trí tuệ thiên bẩm và trải qua những thử thách không tưởng để tìm ra nhân tố xuất sắc đặc biệt xuất chúng nhất. Ngay từ tập lên sóng đầu tiên, chương trình này đã thu hút không chỉ vì ứng viên với vô vàn ấn tượng mà còn nhờ sự xuất hiện của bộ ba giám khảo MC Lại Văn Sâm, Tóc Tiên, Vũ Cát Tường. Không đơn giản mà họ lại trở thành những nhân tố quan trọng. Bộ ba quyền lực của chương trình siêu trí tuệ, ngoài tầm ảnh hưởng trong từng lĩnh vực riêng biệt, họ còn có học vấn vô cùng đáng nể. Trước khi trở thành MC truyền hình nổi tiếng Việt Nam với rất nhiều game show để lại dấu ấn như Đấu Trí, Đấu Trường 100, Chiếc Nón Kỳ Diệu, Hãy Chọn Gia Đúng, Ai Là Triệu Phú, ít ai biết rằng MC Lại Văn Sâm từng không học ngành báo chí. Lại Văn Sâm đã đi du học, nghiên cứu tại Liên Xô và xuất sắc đậu tấm bằng chuyên ngành ngôn ngữ tiếng Hindu. Cuối năm 1987, ông đến thử việc tại đài truyền hình Việt Nam làm biên kịch viên cho các bản tin thể thao của Liên Xô sang tiếng Việt, rồi được giao nhiệm vụ phụ trách biên tập và bình luận các chương trình thể thao của Liên Xô và Thế Giới hàng tuần. Đến năm 1988, ông dừng làm việc tại đài truyền hình và quay về công việc cũ ở chợ Đồng Xuân. Sau đó, Lại Văn Sâm quay trở lại với đài truyền hình. Với vốn kiến thức đáng nể, MC chinh phục khán giả bằng lối dẫn dắt dí dỏm, chuyên nghiệp và đầy tính nhân văn. Thời gian gần đây, Lại Văn Sâm không còn dẫn dắt nhiều như trước, nhưng vẫn là một tượng đài đối với thế hệ những MC mới bước vào nghề. Khác với Tóc Tiên cá tính, táo bạo trong những sản phẩm âm nhạc là cô nữ sinh với trình độ học vấn siêu đỉnh. Đối với fan cứng của nữ ca sĩ này từ thời nhỏ là phiên bản Tóc Xù, hẳn đều biết đến câu chuyện của học trò chuyên sinh trường Lê Hồng Phong. Chính xác không phải dạng vừa, Tóc Tiên cùng lúc đổ hẳn 3 trường đại học danh giá với bảng điểm siêu choáng. Tuy đạt thành tích không phải ai cũng có, Tóc Tiên lại gây bất ngờ khi rẽ hướng du học tại trường Pasadena City College chuyên ngành Biology. Sau này, nữ ca sĩ trở về Việt Nam và trở thành một trong những ca sĩ nổi tiếng đình đám. Với vốn hiểu biết của mình, Tóc Tiên trở thành đại sứ của hàng loạt những thương hiệu nổi tiếng. Vũ Cát Tường cũng chẳng kém cạnh khi cô từng là gương mặt gây bão tại The Voice 2013. Không chỉ nổi bật với chất giọng độc đáo đến kinh ngạc, Vũ Cát Tường còn được biết đến là sinh viên khoa kỹ thuật y của Đại học Quốc tế Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Đặc biệt thành tích khi ngồi ở ghế nhà trường với 12 năm rèn sách chính là loạt bằng khen học sinh giỏi chưa từng giảm phong độ. Nể phục hơn khi Vũ Cát Tường cân bằng quỹ thời gian cực kỳ đáng ngưỡng mộ giữa việc học và đam mê. Cái khiến công chúng tấm tắc khen không ngớt chính là thành tích học tập trên giảng đường đại học của Á quân The Voice 2013 trên cả xuất sắc khi đạt loại A. Điểm trung bình học kỳ 1 là 80,1. Thậm chí Vũ Cát Tường còn trở thành một trong 10 sinh viên Việt Nam nhận được học bổng toàn phần của GE Scholar Leader, tập đoàn GE và Viện Giáo dục Quốc tế IIE cấp. Điểm sương sương qua khoảng học vấn của bộ ba ban giám khảo chương trình siêu trí tuệ tập đầu tiên quá hành tráng, từ MC Lại Văn Sâm, Tóc Tiên đến Vũ Cát Tường. Đâu chỉ đơn thuần là người có tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực nghệ thuật, họ còn là những tấm gương rất tuyệt để công chúng học hỏi. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.